Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cầm Tú Đích Nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới. Thái Hậu Triệu Kiến Buổi tối sau khi trở về từ Hội Thường Quốc thì nội thị trong cung đến thăm Đột An Bá Phù. Đột An Bá Thẩm Mậu còn ở hải ngoại chưa về cho nên tạ thị cùng Vân Khanh đi ra tiếp trì nội thị rất khách sáo mỉm cười vui vẻ sau đó phân phó người phía sau bưng hai đĩa trái cây tươi mới đem lên rồi nói từ khi cả nhà đột an bá vào kinh đến nay tây thái hậu đã vô ý bỏ lỡ nên ngày hôm nay cho nô tài sai người tặng trái cây đến tạ thị vội vàng tạ ơn sau đó cho người nhận trái cây đi xuống nội thị nhìn vân khanh đang đứng cạnh tạ thị cười tủm tỉm nói tây thái hậu nói nếu quận quân vận ninh có rảnh thì vào trong cung bồi lão nhân ra một chút lời này có thể nói là cực kỳ khách sáo. Vân Khanh vừa nghe liền cúi đầu đáp, Tây Thái Hậu nếu muốn gặp thần nữ thì đương nhiên thần nữ sẽ phục bồi ngài rồi, chỉ e ngại quấy giày đến Thái Hậu nghỉ ngơi thôi. Nội thị vừa nghe đã hiểu ý của Vân Khanh liền nói, vậy nô tài phải trở về cùng Tây Thái Hậu bẩm báo là ngày mai quận quân Vận Ninh sẽ tiến cung. Đa tạ công công, việc này ai nghe cũng hiểu rõ là Thái Hậu muốn Vân Khanh tiến cung, còn lời nói của nội thị cũng chỉ là qua loa cho có lệ mà thôi. Vân Khanh đáp ứng rồi nhưng trong đầu vẫn còn suy nghĩ về chuyện phát sinh trên hội thưởng quốc hôm nay quả thật có chút kỳ lạ. Lúc nãy nàng ở trên xe ngựa cũng đã xem xét, suy nghĩ kỹ lại và đoán rằng Thái Hậu sẽ cho mời nàng vào cung tuy nhiên nàng không nghĩ tới là việc này lại đến nhanh như vậy. Nàng đến Kinh Thành đã được nửa năm nếu nói Tây Thái Hậu thật sự muốn gặp mà hôm nay bà ấy mới triệu kiến nàng thì cũng hơi chậm trễ cho nên tất nhiên không đơn giản là vì nguyên nhân này. Vân Khanh cười cười, Tây Thái Hậu hay là ai cũng vậy, đều cho rằng nàng là kẻ ngốc, nói chính xác hơn là coi nàng như quân cờ có thể dùng cho bàn cờ của mình. Nhưng quân cờ cuối cùng nằm trong tay ai chưa đến phút cuối thì cũng không biết được. Vì sao bỗng nhiên Thái Hậu lại chịu con tiến cung vậy? Sau khi tiễn nội thị đi tạ thị có chút kỳ quái hỏi lần trước bà vào cung gặp hoàng hậu chính là muốn tính nhét cho thẩm mậu hai vị mỹ thiếp, lần này gọi Vân Khanh đi. Tạ thị đột nhiên nghĩ đến một chuyện, trên mặt mang theo một tia kinh ngạc, chẳng lẽ Tây Thái Hậu tính chỉ hôn cho con? Bà nghĩ đến chỉ có thể là chuyện này bởi không lâu nữa Vân Khanh sẽ làm lễ cập kê. Tây Thái Hậu không sớm cũng chẳng muộn lại đúng lúc này mà tuyên triệu nên khó trách làm cho tạ thị nghĩ đến việc này. Nương, thái hậu nếu đã nói là muốn thỉnh nữ nhi đi cho chuyện vậy thì sẽ không lập tức chỉ hôn bà ấy dù thế nào cũng không thể tùy tiện chỉ định một người cho nữ nhi vân khanh thản nhiên bình tĩnh cười nói nhưng trong mắt lại ẩn giấu chút thâm cơ cùng một ý chí thật kiên cường nếu thái hậu đã hạ ý chỉ tạ thị cho dù có lo lắng cũng không có biện pháp gì khác còn vân khanh lại thản nhiên như thường không hề có chút lo lắng lần này tiến cung sẽ phát sinh chuyện gì Đến ngày tiến cung nàng thay quần áo cho phù hợp, do tiến cung ít kiến thái hậu nên trang phục của nàng có chút long trọng tuy nhiên lại không phải là trường hợp quan trọng nên không cần quá diễm lệ, chỉ cần hợp lễ nghi là được. Vân Khanh ngồi xe ngựa đến trước tử cấm thành sau đó xuống xe thay bằng kiệu nhỏ đi vào. Nhìn con đường trung quanh lát bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo, tường thành màu đỏ sơn son thiếp vàng nguy nga nhưng trong mắt nàng vẫn luôn bình tĩnh. Có lẽ trong mắt những người khác nơi này chính là nơi hấp dẫn nhất trên đời nhưng trong nhận thức của Vân Khanh đây cũng là nơi mãnh thú hung dữ nhất trên thế giới chú ngụ. Họ không có răng nanh sắc bén cũng không có móng vuốt cứng rắn nhưng lại có thể dùng động tác khép mở cánh môi khiến cho sinh tử của một người kết thúc trong nháy mắt. So họ với dã dạ thú trong rừng thì lại càng đáng sợ hơn. Từ lúc bước chân vào cửa cung nhất định phải đề cao tinh thần cảnh giác, cẩn thận mỗi một động tác. Mỗi một câu nói bởi người trong này chính là người chú trọng quy củ nhất trên đời và cũng là loại có thể dùng quy củ để quyết định mạng sống của người khác. Đi qua quảng trường, Vân Khanh đến bên trong nội cung rồi dưới sự chỉ dẫn của cung nữ cho hạ kiệu, sau đó theo nàng ta đi đến Tử Ninh cung nơi Thái hậu ở. Hoàng cung là cung điện xinh đẹp nhất trên thế giới, tất cả mọi thứ đều là tâm huyết của những người thợ tài ba trong đó, Thái cực trì chiếm cứ hơn phân nửa hoàng thành khi rộng khi hẹp dưới hành lang gấp khúc xuyên qua từng tầng núi giả. Trong không khí tản ra mùi hoa, nơi nơi đều là cảnh xuân tươi đẹp không có chút nào là tiết trời mùa thu. Đột nhiên xuất hiện một mỹ nhân mặc cung trang, trang điểm tinh xảo từ con đường bên trái đi ra, một tay nắm lấy tay cung nữ bên cạnh một tay sờ sờ cây châm trên đầu. Cung nữ dẫn đường nhìn thấy nàng ta kho mình hành lễ nói, nô tỳ gặp qua bích sung dung sao. Sung Dung là một danh hiệu của tú nữ. Nữ tử được gọi là Bích Sung Dung đưa tầm mắt đánh giá Vân Khanh đang đi phía sau cung nữ, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, khóe môi khẽ cong lên mang theo vài phần khinh thị hỏi, người đi phía sau ngươi là cung nữ mới tới sao? Cung nữ dẫn đường lập tức trả lời, thưa Bích Sung Dung, vị này là quận quân Vận Ninh. Chưa nghe cung nữ trả lời còn đỡ, đến khi nghe xong vị Bích Sung Dung liền che miệng cười, nét châm chọc hiện rõ trên mặt thì ra chính là vị thiên kim của thẩm gia vốn là thương nhân chi nữ sau lại được thăng làm quận quân vận ninh. Khó trách vừa nhìn đã thấy một loại tục khí, từ xa đã ngửi thấy mùi tiền. Cả nhà đột an bá phủ ở kinh thành danh tiếng lan xa, từ trên xuống dưới, quan lớn quan nhỏ đối với thương hộ vận khí vô cùng tốt này có rất nhiều loại tâm tình khác nhau nên vị bích sung dung này biết cũng không phải là chuyện lạ gì. Vào lúc nàng ta nói chuyện Vân Khanh liền ngừng đầu nhìn kỹ vị bích sung dung. Tuổi tác của nàng ta áng chừng khoảng độ 15-16 tuổi, phong hào lại là tam phẩm sung dung nên vừa nghĩ cũng biết là tú nữ vừa vào năm nay. Nhưng thấy làn da của nàng ta tinh tế mịn màng, hai mắt đen láy long lanh dưới ánh mặt trời, đôi môi tươi mọng tản ra mị lực mê hoặc vô vàn, trên mái tóc cài nhiều cây châm chân quý giá trị xa xỉ trong mi mắt mang theo kiều mị và khoe khoang vừa nhìn là có thể biết nàng ta sau khi tiến cung được sủng ái. Hơn nữa xuất thân không thấp nếu không cũng sẽ không ở trong hai tháng ngắn ngủn liền được phong làm sung dung. Chỉ là không biết sao vị bích sung dung này mới gặp mặt lần đầu tiên đã tỏ ý đối địch với nàng. Tự ngẫm thấy mình cùng các phi tần trong cung trước giờ không có qua lại nên xem ra lại là tai họa tự động đến cửa, do đó cũng không cần nàng phải phí sức đi tìm hiểu. Bích sông dung này có thể trùng hợp đi ra đây chỉ sợ phía sau là có người sai sư. Nhìn bộ dáng của nàng ta có lẽ không phải là người thông minh do vậy khả năng bị người khác xem như công cụ cũng là điều dễ hiểu, tuy nhiên không biết người sau lưng là ai đây. Ánh mắt Vân Khanh nhìn lướt qua bốn phía, bên này cây cối xung xuê, bóng hoa trùng điệp, núi giả trồng chất nên muốn giấu một người cũng thật dễ dàng. Nếu người sau lưng đã không muốn hiện thân như vậy một màn trước mắt này cũng không có ý nghĩ gì nữa rồi. Vì thế nàng nhợt nhạt cười hướng về phía bích Sông dung nói, ta phụng ý chỉ của Tây Thái Hậu tiến cung đương nhiên là phải mặc trang phục theo nghi thức điều này cũng đồng nghĩa với việc tôn trọng Tây Thái Hậu. Nghĩ đến Bích Sông Dung ở trong cung đã lâu lại là người được Tây Thái Hậu cùng bị hạ sủng ái tất nhiên là biết rõ những quy củ này. Vậy mong ngươi giúp nhìn xem trên người ta có cái gì không phù hợp với quy củ vậy. Bích Sung Dung không nghĩ tới Vân Khanh lại được giáo dưỡng tốt như thế, bởi nàng ta cho rằng người này chẳng qua chỉ là con gái của thương nhân làm sao sẽ hiểu được quy củ, lễ nghi. Nào ngờ khi bị người khiêu khích nàng ta cũng chỉ cười yếu ớt mà không có dáng vẻ muốn phát giận, trong lời nói lại tâng bốc nàng lên cao khiến người nghe cũng rất thoải mái, do vậy ánh mắt liền nghiêm túc nhìn Vân Khanh đánh giá. Vừa nhìn ngược lại phát hiện đối phương tuy rằng mặc quần áo mới cùng trang sức hoa lệ nhưng mọi thứ đều là dựa theo quy củ mà làm không có một chỗ sai sót nào để chỉ trích, trừ bỏ vẻ tinh mỹ không còn điều gì có thể nói cho nên không khỏi có chút xấu hổ. Đột nhiên ánh mắt nàng ta nhìn đến cây châm trên đầu Vân Khanh liền nhíu mày nói, cây châm này của ngươi phía trên có khắc hình chim phượng mà trong cung có quy định ngoại trừ phi tần nhị phẩm thì người khác không thể mang đồ trang sức bậc này ít nhiều cũng bị nàng bắt được một chỗ sai. Bích sung dung lời nói không sai. Vân Khanh mỉm cười nâng tay rút ra cây châm trên đầu đặt trong lòng bàn tay rồi nhìn Bích sung dung bởi vì đắc ý mà đang vênh mặt. Nàng cười càng thêm ôn hòa, nhưng có lẽ Bích sung dung không biết. Cây châm này là vật bể hạ ban cho vận ninh. Hôm nay vận ninh tiến cung đương nhiên vì muốn biểu hiện long trọng nên đem theo cây châm này. Ta nghĩ Bích sung dung cũng biết. Tuy rằng trang sức không thể vượt cấp nhưng nếu là do bệ hạ ban thường thì cũng có thể đeo. Bích Sung Dung hiển nhiên không nghĩ tới điểm ấy, ngày đó mình đế tuy rằng không ban thường nhiều nhưng lại ban cho Vân Khanh không ít trang sức, trong đó có vài món phục sức vượt cấp. Đối với những món trang sức này Vân Khanh cũng biết tùy tình thế mà sử dụng, trong ngày thường nàng chắc chắn sẽ không đeo nhưng hôm nay tiến cung tuyệt không phải là chuyện tầm thường cho nên mang theo cây châm như vậy có thể đúng lúc nhắc nhở một số người. Nàng tuy rằng từng là thương nhân chi nữ nhưng ở trước mặt minh đế và người trong thiên hạ thì việc nàng là nữ tử từng vì đế vương liều mình và nhận được phong hào quận quân vận ninh là tuyệt đối không phải giả. Bích sung dung không nghĩ tới vân khanh thái độ ôn hòa, khuôn mặt xinh đẹp, có tính tình tốt lại trong vài câu nói liền đem trọng điểm đẩy ra nhưng nàng cũng không phải vì thế mà im lặng cho qua liền nói, thì ra là thế, đây là vật bệ hạ ban cho vậy ngươi lúc này đeo lên cũng không có vấn đề chính là sau này vẫn nên cẩn thận một chút dù sao không phải gặp ai ngươi cũng có thể nói lời này. Ngươi nên biết người trong công chú trọng nhất chính là quy củ. Quả thực là già mồm át lẽ phải, rõ ràng chính mình nói sai giờ còn muốn đem cái sai đổ lên trên người Vân Khanh, quả thực đang coi nàng là quả hồng mềm sao. Như vậy chỉ có thể nói Bích Sung Dung này đã nhìn lầm người rồi. Bích Sung Dung đúng là người trọng quy củ, khi hướng người khác đưa ra yêu cầu cũng đã chứng minh điểm này. Vân Khanh mỉm cười khiến Bích Sung Dung biến sắc, ngươi nói cái gì? Ta nói Bích Sung Dung là người yêu cầu người khác phải quy củ mà chính ngươi lại là người xem thường quy củ. Vân Khanh tự hồ sợ Bích Sung Dung nghe không rõ nên nhấn mạnh từng từ từng chữ cho dù ở trong hoa viên rộng lớn như vậy cũng khiến lời nàng trở nên thật rõ ràng. Lúc này vừa đúng là sáng sớm có các phi tần khác đi dạo trong hoa viên nhìn đến nơi này có người đang cãi nhau. Các nàng xưa nay ở trong cung điện có chút buồn tẻ liền đứng qua một bên nhìn xem tình hình của hai người. Trong đó một mỹ nhân dung mạo xuất chúng mặc cung trang khí chất thanh nhã cầm quạt tròn trong tay, bước sen từ tốn đi lại. Đôi mắt ẩn tình liếc nhìn Vân Khanh rồi miệng cười nói, làm sao vậy, bích sung dung, người cũng ở nơi này. Bảo chiêu nghi, người có thể tới thì ta sao lại không thể tới. Xem ra Bích Sung Dung cùng vị bảo chiêu nghi này tựa hồ không hợp nhau nên khi nhìn đến đối phương đáy mắt liền có hàn quang, thập phần không khách khí đáp lời. Vị bảo chiêu nghi bị đối đãi vô lễ như thế cũng không tức giận, dùng cây quạt che miệng nở nụ cười xinh đẹp nói, Bích Sung Dung thật nóng này quá. Ta chẳng qua chỉ hỏi mà thôi ngươi cần gì phải tức giận như vậy. Đáp lời xong nàng ta chuyển qua nhìn Vân Khanh sau đó cố ý đi lên phía trước vài bước chân thành hành lễ nói, quận quân vận ninh. Vân Khanh thấy nàng hành lễ khóe môi khẽ cười, thoạt nhìn có thể thấy được tranh đấu giữa những nữ nhân trong hậu cung lúc nào cũng trực nổ ra. Chỉ xem lần xung đột này giữa nàng cùng Bích Sung Dung cũng đã có người khác nhảy vào can thiệp. Chiêu Nghi cùng Sung Dung đều là phong hào tứ phẩm trong hậu cung mà bảo Chiêu Nghi lúc này vừa xuất hiện lại thi lễ chẳng khác nào phối hợp với lời của Vân Khanh châm chọc bích Sung Dung nãy giờ nói nhiều như vậy lại không biết đối với tam phẩm quận quân vận ninh hành lễ. Bảo Chiêu Nghi quả nhiên là người hiểu biết lễ nghi. Vân Khanh tránh sang bên cạnh khẽ cười nói, ánh mắt lẳng lặng nhìn bích Sung Dung. Nàng cũng không muốn làm khó Bích Sung Dung mà chỉ tiện thể mượn Bích Sung Dung làm ví dụ để cho mọi người biết được Thẩm Vân Khanh không phải là người dễ chọc, cũng không nên đang yên đang lành mà tìm đến nàng khiêu khích. Trước đó cũng nên suy nghĩ về phân lượng của mình cân nhắc xem rốt cuộc có đủ tư cách ấy hay không. Bích Sung Dung không ngờ được lúc nãy là Vân Khanh gián tiếp mắng mình không hiểu lễ nghi. Giờ đây thấy Bảo Chiêu Nghi đối với Vân Khanh hành lễ còn mình lại đứng ở bên cạnh lâu như vậy không khỏi vừa giận vừa tức liền nhìn Vân Khanh, hừ, một tiếng rồi chừng mắt liếc nhìn Bảo Chiêu Nghi quay lưng bỏ đi. Tính tình của nàng ta lúc nào cũng vậy, lúc ở nhà là bảo bối khi tiến cung được bị hạ yêu thích nên đương nhiên sẽ kêu căng một chút. Hy vọng quận quân vận ninh bỏ qua. Bảo Chiêu Nghi nhìn thân ảnh bích sung dung biến mất liền quay sang Vân Khanh giải thích. Thoạt nhìn nàng ta có dáng vẻ thong dong bình thản nhưng chỉ dựa vào cuộc rằng co vừa rồi của nàng ta với bích sung dung mà đoán thì thấy được mâu thuẫn giữa hai người cũng không nhỏ. Hơn nữa Vân Khanh cũng cho rằng mình ở trong cung không có lực ảnh hưởng gì quá lớn mà vị bảo chiêu nghi này đột nhiên tiến đến lấy lòng. Nếu so với vị bích sung dung tính tình bộc trực kia thì càng có vẻ khả nghi hơn. Người trong hoàng cung lấy lợi làm đầu nếu chuyện không có lợi sẽ chẳng có ai lại lỗ mãng hùng hồn đứng ra nói giúp người khác cả nếu điều này là thật có lẽ sau đây còn có cạm bẫy lớn hơn đang chờ nàng tính tình thẳng thắn của bích sung dung cũng không có điều gì không tốt có lẽ cũng vì như vậy nên nàng ấy mới khiến người khác càng yên tâm kết bạn hơn vân khanh khẽ nhíu mày nhẹ nhàng đáp làm như không nghe ra hảo ý trong lời nói của bảo chiêu nghi bảo chiêu nghi mặt hơi biến sắc trong mắt hiện lên một chút âm trầm lời của thẩm vân khanh vừa nói thoạt nhìn không có gì nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại đang ám chỉ với bích sung dung rằng loại người bộc trực như vậy so với loại người âm hiểm còn tốt hơn nhiều điều này cũng chẳng khác nào ám chỉ bảo chiêu nghi giáp tâm bất lương nhưng nếu không phải là người trong lòng có điều gì đó mờ ám thì sẽ rất khó nghi tới tầm hàm ý này cho dù là bị người ám chỉ cũng không thể nói ra xem ra thẩm vân khanh quả nhiên không phải là nữ tử bình thường nếu không cũng sẽ không giữ được danh nghĩa quận quân đến bây giờ. Cổ tay bảo chiêu nghi nhẹ nâng, có lẽ quận quân vận ninh là muốn đi đến từ ninh cung của Thái Hậu. Vậy ta liền không quấy giày ngươi nữa. Cung nữ bên cạnh nãy giờ vẫn luôn cúi đầu nghe các nàng rất đối thoại mà không có mở miệng man cản lúc này mới nói, xin mời quận quân vận ninh đi hướng bên này. Từ lúc bích sung dung xuất hiện, vị cung nữ trong cung của Tây Thái Hậu không nói một lời cho dù có việc gì đi nữa chẳng lẽ nàng ta không hề lo lắng cho mình vì những việc này mà đến muộn, hay là nói nàng cũng giống như Bích Sung Dung đều do người khác sắp xếp ở đây để ra oai phủ đầu với Vân Khanh. Có thể mua chuộc được cung nữ bên người Tây Thái hậu lại có thể sai khiến Bích Sung Dung có lẽ không có mấy người. Chỉ sợ đây là Tây Thái hậu sai xử, muốn Bích Sung Dung đến cản đường nàng. Nghe nói Tây Thái hậu xuất thân hèn mọn cho nên sau khi lên làm thái hậu liền chú trọng quy củ mỗi tiếng nói cử động đều phải tuân theo quy củ để tỏ về mình có tôn nghiêm của thái hậu. mới vừa rồi bích sung dung từng câu từng chữ đều là giảng giải quy củ. đây là đang ám chỉ cho vân khanh biết lần này đến chỗ tây thái hậu cũng không thể thiếu quy củ. phải nhớ kỹ thân phận là con gái thương nhân của mình. vân khanh cười nhạt lại cảm thấy loại hành vi này thật buồn cười. chẳng qua đối với vị bích sung dung được thái hậu phái ra thì so với vị bảo chiêu nghi lại không tính là gì. Nếu muốn làm cho Bích Sông Dung xấu mặt thì Vân Khanh chỉ cần trực tiếp nói ra việc Bích Sông Dung không tuân thủ lễ tiết còn Bảo Chiêu Nghi hoàn toàn có thể ở một bên xem cuộc vui mà không cần đứng ra làm vật cản. Trừ phi nàng ta muốn tạo ấn tượng tốt với Vân Khanh. Đối với một người mới gặp lần đầu tiên lại cố ý lấy lòng, nếu không vì lợi ích thì cũng là có ý đồ gì đó. Mục đích của vị Bảo Chiêu Nghi này cũng thật khả nghi mang theo nghi hoặc đi theo cung nữ dẫn đường Vân Khanh rốt cục cũng đến cửa từ Ninh Cung. Từ Ninh Cung nằm ở phía bắc mặt quay về hướng nam, là cung điện có nội thất hoa mỹ nhất trong cung. Mỗi một chi tiết nhỏ của nơi này cùng với chữ tú cung của Hoàng hậu đều là dựa theo quy chế tốt nhất để xây dựng. Dạo gần đây Tây Thái Hậu ưa thích trưng bày những món đồ xanh xanh vàng vàng hoa lệ phú quý, hơn nữa cũng do Minh Đế Hiếu Đạo muốn bù đắp lại những khổ sở lúc trước Tây Thái Hậu phải trải qua. Vừa vào cửa liền có thể nhìn thấy bài trí trong cung đều là những món đồ có giá trị ngàn vàng, từ đại môn đến song cửa sổ đều được các thợ khéo tay làm ra một cách tinh xảo. Ngay cả hình ảnh tú nữ trên bình phong bát phúc cũng được thiêu tỉ mỉ hoa lệ, nhìn từ xa trông rất sống động giống như nữ tử đang thật sự chuyển động trên đó. Thái hậu ngồi ở trên vị trí cao nhất, mặc một thân trường bào màu lam đậm dệt kim thiêu chữ thỏ. Khắp khắp thân áo búi tóc hình tròn chỉnh tề cài cây châm phượng ngậm trâu màu vàng, hai bàn tay đeo bốn chiếc nhẫn ngọc bích lớn. Bà ngồi ở trong điện rộng lớn, nét mặt nghiêm trang, hai tay đặt ở trên gối, thắt lưng thẳng tắp nhìn như hình ảnh Bồ Tát đang ngồi trong miếu vô cùng đoan trang. Vân Khanh thỉnh an Tây Thái Hậu Vân Khanh tiến lên hành lễ rồi cúi đầu chờ Tây Thái Hậu gọi đứng dậy. Mỗi một cử chỉ của nàng đều hết sức đúng mực đây là lần đầu tiên tây thái hậu nhìn kỹ thẩm vân khanh bà biết người con gái này nhờ có công lao của một mình nàng mà làm cho cả nhà đều được phong tước vị đây cũng là ngoại lệ đầu tiên trong triều đại này tuy rằng vân khanh đã cứu minh đế nhưng trong mắt của tây thái hậu tước vị được phong này đã đủ thỏa mãn yêu cầu của vân khanh rồi coi như cũng đã trả được cái ơn cứu mạng đương nhiên trên đời này mọi thứ đều có thể ra giá trao đổi Vân Khanh cũng không cần minh đế luôn phải tâm niệm nhớ mãi phần nhân tình này, chỉ là đôi khi có một phần nhân tình so với không có thì vẫn tốt hơn. Tây Thái hậu cũng không cố ý bắt Vân Khanh phải bảo trì tư thế hành lễ mà xua tay cho nàng đứng lên sau đó liền ngắm kỹ nàng. Mắt phượng mày ngài, mũi ngọc môi son cả khuôn mặt đều lộ ra vẻ đẹp tươi tắn lại không khiến người khác cảm thấy chói mắt, gương mặt dịu dàng thanh nhã, càng nhìn càng thấy thoải mái ánh mắt Tây Thái Hậu thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, nét đoan trang thậm chí nghiêm túc cũng dần phai nhạt. Bà cất tiếng hỏi, tổ tiên của ngươi đều là nhân sĩ Giang Nam sao? Hồi Thái Hậu, thẩm gia vẫn đều ở vùng Giang Nam cho đến đời phụ thân của thần nữ mới di cư đến Thiên Việt Thành. Tuy rằng không biết tại sao Thái Hậu lại đột nhiên nhắc tới điều này nhưng Vân Khanh vẫn cung kính đáp lại. Tây Thái Hậu nghe nàng trả lời thanh âm trong trẻo tư thái thong dong không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh nên lộ ra vài phần vừa lòng. Ánh mắt dần trở nên thân thiết tự ái và nghĩ rằng trên thế giới này người tương tự nhau cũng không ít do vậy ngẫu nhiên gặp được một người có năm phần tương tự cũng không có gì là kỳ lạ. Chỉ là không biết khi hoàng đế nhìn thấy khuôn mặt này còn có suy nghĩ gì khác hay không. Tây Thái Hậu lại nghĩ tới lúc trước khi tuyển tú minh đế chưa từng nhắc tới tên Thẩm Vân Khanh có lẽ cũng đã quên người kia mất rồi. Nghĩ đến đây bà lại không khỏi có chút cảm khái, hồi ức ngày trước lại chợt ùa về. Vân Khanh sau khi trả lời Tây Thái hậu, thấy bà vẫn chưa lên tiếng liền đứng im bình thản chờ đợi, từ đầu tới cuối không lộ ra một chút không kiên nhẫn cùng sao động nào. Tây Thái hậu phục hồi tinh thần nhìn ngắm nàng một lần nữa, khuôn mặt dãi dầu qua năm tháng cũng lộ ra nét tươi cười, thong thả nói, ai ra nghe người ta nói Giang Nam cảnh đẹp, mười dặm non xanh nước biếc đều khiến người người yêu thích ai ra sinh ra và lớn lên ở phương bắc cũng nhiều lần muốn đi phương nam thăm thú, nhưng vì sức khỏe không tiện đi xa. Cả nhà ngươi trước kia vẫn đều ở Dương Châu phủ không bằng kể cho ai ra nghe một chút về tình cảnh của phương nam. Tây Thái hậu chuyển đổi đề tài để cho Vân Khanh nói về chuyện Phương Nam, tuy vậy thâm tâm Vân Khanh cũng hiểu được lúc này là chỉ là đệm lót cho chuyện phía sau qua đó không khỏi cảm thấy người trong hoàng gia hành xử cứ thích ứng phó mặt ngoài để được thanh danh tốt dù vậy, trên mặt nàng vẫn khẽ nở nụ cười trả lời từng câu hỏi của Tây Thái hậu. Lúc đầu Tây Thái hậu hỏi rất hào hứng dần dần liền mệt mỏi, nhưng bà cũng không để cho Vân Khanh đi mà chỉ cho người pha bình trà để uống cho tỉnh táo. Đến khi giữ được Vân Khanh ở lại dùng xong bữa trưa lại cùng nàng nói rất nhiều chuyện khác cho đến buổi chiều lại sai người đem kinh thư đến muốn Vân Khanh đọc cho nàng nghe. Cứ như vậy mà giữ Vân Khanh đến lúc dùng xong bữa tối. Cho đến lúc này Tây Thái Hậu mới mở miệng nói, ngươi cùng ai ra nói chuyện càng ngày có lẽ cũng mệt rồi, thực phí cho sự nhẫn nại của ngươi. Hôm nay đã tối rồi ngươi ở lại trong cung đi, ai ra sẽ sai người đến đột an bá phủ thông báo. Vâng vân khanh cúi đầu lên tiếng ngay từ đầu nàng đã biết vì muốn giữ mình lại mặc dù cả người mệt mỏi nhưng tây thái hậu vẫn gắng gượng nói chuyện chỉ cảm thấy buồn cười thực ra với uy nghiêm của thái hậu nếu muốn giữ nàng lại cũng không cần để nàng bồi ở bên người tây thái hậu mà phải ép buộc chính mình ở cùng với nàng cho dù vậy thì vân khanh cũng không thể không theo tuy rằng bà đã là thái hậu nhưng rốt cuộc đối với những việc như thế này của hoàng gia tây thái hậu vẫn chưa quen được Đương nhiên Vân Khanh sẽ không đem điều này nói ra. Tây Thái Hậu là mẹ ruột của Minh Đế, địa vị ở hậu cung có thể nói là cao nhất nên chỉ cần không có chạm đến giới hạn của nàng thì màn cảnh cáo của Bích Sung Dung cũng không phải là chuyện quá quan trọng. Tây Thái Hậu dường như có chút mệt mỏi, sáng hôm nay bà phải dậy sớm, buổi trưa cũng không có nghỉ ngơi giờ thấy sắp trời hơi tối mà lát nữa còn có chuyện phải an bài nên khi nhìn xuống đồng hồ thấy còn cỡ chừng một canh giờ bà rụi rụi mắt nghĩ rằng vẫn nên nghỉ ngơi trước để tránh lát nữa tinh thần mỏi mệt sẽ khó đối phó do vậy liền nói với Vân Khanh, ngươi nghỉ ngơi một lát vì bây giờ ai ra có chốt việc. Hôm nay là đêm trăng tròn trời trong ít mây, lát nữa ngươi cùng ai ra đến ngự hoa viên thưởng hoa một chút. Vâng, Vân Khanh cung kính đáp ứng nàng nhìn Tây Thái Hậu được mama đỡ tay đi ra hướng bên trái thiên điển, khóe miệng hơi cười, cảm thấy thật vất vả cho Tây Thái Hậu đã lớn tuổi rồi mà vì một tiểu bối đến cả cái mạng già cũng bất chấp. Đợi Tây Thái Hậu đi vào thiên điện Vân Khanh mới xoay người ra khỏi từ Ninh Cung. Hôm nay là một ngày thật buồn chán vì đầu óc cứ không ngừng phải suy nghĩ, miệng thì không ngừng nói, quả thực có chút mệt mỏi nàng thong thả đi dọc theo hoa viên xung quanh từ ninh cung mà cung nữ phía sau lại bảo trì khoảng cách nhất định đi theo ở phía sau. Vừa không quá gần cũng không xa đến mức nhìn không thấy động tác của Vân Khanh. Đúng là người được huấn luyện trong cung nên mỗi một cử chỉ đều có chừng mực. Dần dần đi vào một tiểu hoa viên chung quanh mười dặm đều thoang thoảng mùi hoa quế. Dưới ánh trăng đang dần lên cao, Từng nụ hoa quế vàng tươi to cỡ bàn tay chen trúc ẩn hiện trông tàng lá trông thật xinh đẹp. Vân Khanh nhịn không được tới gần hít thở sâu, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, đôi mi dài khẽ rung động. Dưới sự giao hòa giữa ánh trăng cùng ánh nắng chiều tà khuôn mặt nàng ửng hồng, cả người như tiên nữ đang đứng giữa bụi hoa. Dưới tàng cây xanh biếc làn váy dài đỏ tươi theo gió đêm nhẹ đưa, phiêu giật. Trong làn gió thoang thoảng mùi hoa quế, lại có một mỹ nhân tuyệt sắc thiên hạ đứng đó, khóe môi nàng mang theo nụ cười thanh thuần xinh đẹp, làm cho người ta chỉ muốn hái xuống nụ cười kia giam giữ ở trong tay, vĩnh viễn cũng không buông ra. Tứ hoàng tử bị mời tiến cung vừa vặn nhìn thấy bức tranh đẹp như vậy, hắn đứng trong khung cảnh màu bằng bạc Nhìn đến lúm đồng tiền của nàng chưa bao giờ xuất hiện trước mặt mình, chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác khó hiểu khiến hắn đứng sững người lại cho đến khi cung nữ bên cạnh thấp giọng nói, "Nô tỳ tham kiến tứ hoàng tử." Một tiếng này lập tức đem cảnh đẹp kia phá vỡ, chỉ thấy Vân Khanh từ trong tàng cây hoa quế quay mặt lại mà cảm giác ngây thơ xinh đẹp vừa nãy lại trong nháy mắt thay thế bằng sự xa cách lạnh lùng, đôi phượng mâu nhìn hắn khiến hắn cảm giác được trong ánh mắt nàng ẩn giấu một chút chán ghét. Không biết vì sao Tứ hoàng tử lại cảm thấy tức giận và thập phần đáng tiếc, ngươi tại sao lúc này còn ở trong cung? Hắn chỉ hỏi một câu bình thường nhưng phối hợp với đôi mắt cùng khuôn mặt lạnh lùng làm cho người khác có cảm giác bị người cao cao tại thượng chất vấn. Vân Khanh nhướng mày trong lòng sinh ra một cỗ chán ghét, Tây thái hậu Lưu thần nữ ở trong cung. Hoàng tổ mẫu Lưu Trầm Vân Khanh ở trong cung, khi nào thì hoàng tổ mẫu lại yêu thích Thẩm Vân Khanh như thế? Tứ hoàng tử trong lòng hơi xúc động và có chút luyến tiếc muốn tiếp tục cùng nàng nói chuyện. Hắn nghĩ hôm nay phụ hoàng triệu hắn vào cung chắc là sẽ nói với hắn về chuyện tứ hôn. Cưới An Ngọc Oánh không quan trọng mà quan trọng là hắn cũng muốn cưới được Thẩm Vân Khanh về nhà. Nhưng trong lòng hắn vừa có một tia vui mừng thì đã thấy trong đôi mắt của Vân Khanh lướt qua tia chán ghét nhìn nàng nhấc làn váy từ tảng cây hoa quế đi ra với biểu cảm ước gì lập tức không còn nhìn thấy bộ dáng của hắn nữa thì trong lòng đột nhiên trầm xuống, quận quân vận ninh không muốn gặp bản hoàng tử đến vậy sao? Vân Khanh lạnh nhạt nói, lúc này tứ hoàng tử tiến cung nhất định là có việc gấp do vậy không nên để bị chậm trễ. Tứ hoàng tử nhìn biểu tình trên khuôn mặt vừa nãy còn che giấu mà lúc này là hoàn toàn thúc giục hắn rời đi liền cười lạnh nói, quận quân vận ninh làm sao mà biết đây là việc gấp chuyện này cùng với ngươi có quan hệ gì sao ta không biết nhưng mà tứ hoàng tử cho dù việc đó có liên quan tới ta thì đó cũng là việc bệ hạ muốn cùng ngươi nói hoặc là chuyện ngươi muốn nói với bệ hạ ta chỉ biết như vậy còn chuyện này với ta có liên quan gì thì sao dù thế thì điện hạ cũng không nên ở chỗ này hao phí thời gian để tránh bệ hạ biết liền mất hứng vân khanh đứng trước vườn hoa là vị trí vừa đón ánh trăng ánh trăng như sương trắng chiếu trên khuôn mặt nàng làm cho đôi phượng mâu càng trở nên xinh đẹp lộ ra một cỗ bí ẩn mê hoặc lòng người nhưng lại cố tình không có một chút tình cảm. Con người đen lấy long lanh nhưng từ ánh sáng lóng lánh lại trở nên hơi âm u làm cho dung nhan của nàng lại càng trở nên xinh đẹp tuyệt trần. Tứ hoàng tử thừa nhận Thẩm Vân Khanh là mỹ nhân khó gặp và tạo ấn tượng với mọi người ngay từ lần gặp đầu tiên, sau khi hiểu nàng nhiều hơn thì lại càng không có cách nào lãng quên được. Người thật sự không muốn biết sao, cho dù chuyện này với chuyện trung thân đại sự của ngươi có quan hệ. Tứ hoàng tử không tin một nữ tử có thể đối với chuyện có liên quan với mình sẽ tỏ thái độ thờ ơ, đặc biệt là chuyện hôn nhân đại sự. Vân Khanh nhìn nét mặt tứ hoàng tử không hề để ý đến sự tức giận của hắn mà càng khẳng định rõ ràng, ta thật sự không cần biết, xin điện hạ không cần hỏi lại. Người cứ nói như thế mãi sẽ làm ta cảm thấy người có món đồ gì đó không thể không cho ta biết hành động như vậy thật có chút ấu trĩ, ta tin tưởng điện hạ không phải loại người ngây thơ như thế. Tứ hoàng tử cắn chặt răng vẻ mặt lạnh như băng nhìn Vân Khanh. Từ ánh mắt cho đến thần sắc của nàng đều nói lên nàng không thấy hiếu kỳ, chính xác mà nói nàng đối với việc cùng hắn nói chuyện là không có. Chút nào hứng thú, cho dù chuyện có liên quan đến hôn nhân đại sự của nàng nếu như phải cùng hắn nói chuyện thì nàng tình nguyện không biết. Hắn cảm thấy rất kỳ lạ, nếu là nói hắn cùng thẩm vân khanh từng có chuyện xung đột thì tuyệt đối chưa từng xảy ra nhưng ngay từ đầu nàng lại không thích hắn chỉ cần nhìn thấy hắn là nàng sẽ đặc biệt lãnh đạm lộ ra vẻ xa cách và lạnh lùng loại xa cách lạnh lùng này khác với những nữ tử dùng sự lạnh lùng cùng xa cách để hấp dẫn hắn thế nên hôm nay hắn mới sinh ra tâm tư muốn sở hữu nàng trong nhận thức của tứ hoàng tử tất nhiên sẽ không biết ngay từ đầu vân khanh chính là từng bước lập kế loại bỏ từng người bên cạnh hắn đầu tiên là tâm phúc của hắn ở kiếp trước cảnh hữu thần sau đó là người sẽ trở thành phò mã của nhị công chúa có khả năng giúp hắn kế tiếp còn có thể có nhiều người hơn đều sẽ bị nàng từng bước nhổ bỏ chỉ vì không để chính mình dẫm lên vết xe đổ ở kiếp trước từ sau khi vân khanh được trọng sinh tứ hoàng tử cùng nàng đứng ở hai phe đối địch do vậy Vân Khanh làm sao có thể trưng sắc mặt tốt cho hắn xem. Huống chi sau khi trọng sinh những hành động của tứ hoàng tử cũng không có gì tốt để cho Vân Khanh nhìn hắn với cặp mắt khác xưa được. Tốt, thẩm Vân Khanh, bây giờ ngươi như thế và tốt nhất vẫn bảo trì được thần thái cao ngạo lạnh lùng cùng ra vẻ xa cách kia, về sau không nên cầu xin sự thân cận và dùng ái của ta. Là nhi tử của hoàng hậu, sự kiêu ngạo từ trong xương của tứ hoàng tử thậm chí đã vượt qua những hoàng tử khác. Hắn có thân phận trói mắt nhất, có bề ngoài xuất sắc, thiên kim trong kinh thành si mê hắn nhiều không kể xiết. Cho tới bây giờ đều chỉ có hắn khinh thường cùng người khác nói chuyện chứ không ai lại dám cự tuyệt sự thân cận của hắn như thế. Hắn bị tổn thương, lòng tự tôn và kiêu ngạo của tứ hoàng tử cao cao tại thượng đã bị thương tổn cho nên đôi môi hắn nhếch lên, đôi mắt ưng gắt gao nhìn chằm chằm vào vân khanh tựa hồ muốn nhìn thấu nàng lại tựa hồ như đang đợi nàng nhận thua nhưng sau khi vân khanh nghe được những lời này của hắn nụ cười bên khóe môi lại càng rạng rỡ đôi phượng mâu mang theo sắc bén phi thường khách khí mà cũng phi thường cung kính nói xin điện hạ yên tâm vân khanh tuyệt đối không khiến người phải phiền não về việc này và cũng sẽ không để cho người khó xử như thế nàng nói một cách thoải mái lộ ra một tia cười nhạo hai cung nữ đứng cách đó không xa cũng có thể cảm nhận được lệ khí lúc nào cũng có thể bùng phát của tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử nhìn chằm chằm vào Vân Khanh, sau một lúc lâu mới cất tiếng nói lạnh đạm như thường ngày nói, thẩm Vân Khanh, tốt nhất ngươi nên nhớ rõ lời nói hôm nay. Nếu nói ban đầu tứ hoàng tử còn cảm thấy hướng minh đế xin cưới thẩm Vân Khanh là việc có cũng được mà không có cũng không sao thì giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một ý niệm là phải cưới cho được thẩm Vân Khanh hắn muốn cưới nàng rồi đặt ở trong phủ đệ của mình để cho nàng tiêu hao tuổi thanh xuân trong hậu viện lạnh lẽo làm cho nàng ở trong chuỗi ngày dường như vô tận kia sinh ra khát vọng sinh ra ái mộ đối với hắn rồi nghĩ hết tất cả biện pháp để thu hút sự chú ý của hắn cầu xin hắn thương yêu nàng hơi bị biến thái đến lúc đó để xem nàng còn có thể không nhớ rõ lời nói của mình ngày hôm nay hay không khát vọng chinh phục của nam nhân đối với nữ tử giờ khắc đang châm môi lừa giận của tứ hoàng tử, đôi mắt ẩn chứa triền miên ban đầu giờ đây đã biến thành nồng đậm lệ khí. Nói xong câu này hắn, hừ, lạnh một tiếng, bước đi về hướng dưỡng tâm điện. Trong dưỡng tâm điện đèn đóm được thắp sáng trưng, Minh Đế đang ngồi phê duyệt tấu trương, sau khi tứ hoàng tử đi vào mới ngẩng đầu lên, dưới ánh nến nếp nhăn trên trán lộ rõ dù cho có bảo dưỡng cỡ nào cũng không thể chống lại dấu vết của thời gian nhi thần tham kiến phụ hoàng. Tứ hoàng tử kho mình hành lễ. Miễn, ngồi đi. Mình đế khoát tay nhìn khuôn mặt của nhi tử. Trên khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng của hắn lúc này lại phủ một tầng xương. Cả người lộ ra một cỗ lạnh ý. Ông mỉm cười hỏi, sao vậy, đã phát sinh chuyện gì? Trước khi tứ hoàng tử tiến vào đã thu liễm cơn giận nhưng rốt cuộc đây là lần đầu tiên bị một nữ tử châm chọc như thế nên lệ khí trên người ít nhiều vẫn còn tồn tại hắn bị minh đế liếc mắt một cái đã nhìn thấu nhưng cũng không có bối rối, sắc mặt hơi hòa hoãn lại nói, không biết phụ hoàng lúc này cho đòi nhi thần đến là có chuyện gì. Minh đế cầm một bản tấu chương mới chậm rãi nói, người tuổi cũng không nhỏ, trong phủ còn chưa có phi tử. Lần trước chấm ở Ninh Quốc công phủ có gặp An Ngọc oánh tài nghệ siêu tuyệt, dung tư xuất sắc. Đem nàng ban cho ngươi làm chắc phi thì có được không? Tuy ngữ khí là hỏi nhưng tứ hoàng tử biết việc này đã không có cách nào thay đổi. Như lời hoàng hậu đã nói, cùng với việc khiến cho phụ hoàng không vui thì không bằng cưới an ngọc oánh. Chẳng qua cũng chỉ là một chắc phi mà thôi nhưng lại thuận tiện nối lên quan hệ với ninh quốc công do vậy liền vén trường bao quỳ xuống đáp lời, tạ phụ hoàng tứ hôn. Đứng lên đi, mình đế đối với thái độ của tứ hoàng tử thực vừa lòng. Vị sát tình an ngọc oánh này chỉ có tứ hoàng tử mới có thể chèn ép được chỉ cần đem nàng gà ra ngoài về sau liền sẽ không lại mơ thấy giấc mộng kia rồi. Mình đế hai ngày này ngủ cực kỳ ngon hoàn toàn không còn mơ thấy giấc mơ ấy. Hắn cảm thấy đại sư tuệ không quả nhiên là tu vi bất phàm trong lòng càng cảm thấy tuệ không đáng giá tin tưởng. Mà sau khi Minh Đế nói xong tứ hoàng tử vẫn không đứng dậy mà quỳ tại chỗ dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn hắn. Minh Đế cao mày nói, người còn có lời gì muốn nói sao? nhi thần còn muốn cưới một người làm chắc phi. Đây là lần đầu tiên tứ hoàng tử nói muốn cưới một người. Mình đế dù là đế vương nhưng cũng là một người làm cha. Tuy nói gia đình đế vương luôn lấy ích lợi làm đầu nhưng lúc này lại thật sự xuất phát từ tình cảm cha con muốn nghe một chút nhi tử luôn thanh tâm quả dục lại muốn cưới ai. Đương nhiên hắn cũng không khỏi đoán người đó phải chăng là thiên kim của một quyền thần nào trong chiều hay không cho nên trong mắt minh đế tuy mang theo ý cười nhưng trong chỗ tối vẫn có một tia âm trầm. Tứ hoàng tử nhớ lại trên đường đến dưỡng tâm điện lúc nãy, phong tư tuyệt diễm cùng ngữ khí ngạo mạn của nữ tử kia khiến ánh mắt hắn sáng quắc nhìn minh đế nói. Nhi thần muốn nạp đích nữ của đột an bá, quận quân vận ninh làm chắc phi, Tây Nhung đề nghị hòa thân tứ hoàng tử nhớ lại phong thái diễm lệ cùng ngữ khí ngạo mạn của nữ tử khi gặp ở trên đường đến dưỡng tâm điện vừa rồi ánh mắt liền sáng lên nhìn minh đế nói nhi thần muốn nạp đích nữ của đột an bá là quận quân vận ninh làm trắc phi vào lúc tứ hoàng tử nhắc đến quận quân vận ninh trên mặt minh đế liền xuất hiện biểu tình cổ quái ánh mắt hắn trầm tư như đang rơi vào hồi ức trong đầu liền nhớ lại cảnh tượng trên lầu cao cô gái ấy nhào vào trước người hắn ngăn cản mũi tên Khuôn mặt nàng còn đôi nét trẻ con so với người trong trí nhớ của hắn có vài phần giống nhau nhưng dù như thế nào cũng không nhập lại là một được. Có vài thứ một khi đã mất đi thì vĩnh viễn không lấy về được nữa. Trong đôi mắt ẩn chứa sự tinh anh của Minh Đế lại lộ ra một tia hoảng hốt nhưng vẫn không quên việc trước mắt mắt nhìn xuống nhi tử đang quỳ xin giọng nói có chút nghi hoặc hỏi, ngươi muốn nạp thẩm vân khanh làm chắc phi ngữ khí của ông như muốn xác nhận lại một lần nữa làm cho tứ hoàng tử thoáng cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ trong lòng phụ hoàng đã có dự định gì đó cho thẩm vân khanh. Nhưng hai ngày nay hắn đã sai người điều tra kỹ càng thì không thấy nhà quan viên nào trong chiều có ý muốn cầu thân với đột an bá do vậy hôm nay mới thừa dịp đề xuất. Đúng vậy thưa phụ hoàng, tứ hoàng tử lại khẳng định nói. Thân mình minh đế hơi hơi ngả về phía sau tựa vào ghế dựa lớn bằng gỗ trầm, trên mặt mang theo nét tươi cười, long bào hoàng kim dưới ánh nến lập lòe tỏa ra ánh sáng màu vàng. Ông tiện tay cầm lên một quyển tấu chương trên bàn, giọng nói mang chút thú vị đáp, tứ hoàng tử, người đứng lên nhìn phần tấu này xem. Tứ hoàng tử không nhận được đáp án như trong dự đoán nên ánh mắt có chút nghi hoặc vén trường bào đứng lên, dưới ánh nhìn đầy thâm ý của minh đế bèn đem bản tấu chương đặt trên bàn cầm lên khi hắn đọc sơ qua nội dung trong bản tấu chương xong đôi mắt liền biến thành băng lãnh và chứa một chút kinh ngạc thậm chí có một tia kinh hoàng. tuy nhiên trừ bỏ sắc mặt hơi có chút kinh ngạc ra thì không nhìn ra biến hóa nào khác. người nghĩ sao? hai tay minh đế nắm lại đặt ở trên bụng nhìn tứ hoàng tử buông xuống tấu chương liền lên tiếng. hắn ngẩng đầu hỏi đây là tấu chương yêu cầu hòa thân của tây Vực. ừm um, làm sao có thể yêu cầu giữa Hùng Yên Thải và Thẩm Vân Khanh phải chọn ra một người. Tứ Hoàng Tử nhìn đến phần tấu chương này trong lòng không đơn giản chỉ là kinh ngạc. Ngày bản tấu chương được trình lên là hôm qua hơn nữa là từ miệng sứ giả Tây Vực viết ra trong đó nhắc tới Thái tử Tây Vực cùng An Tố Vương Tây Vực vì mục đích đạt thành hiệp nghị ngừng chiến giữa Tây Vực cùng Đại Ung đã cử sứ giả đi đến Đại Ung với mong muốn ở Đại Ung chọn ra một vị Thái tử phi thông minh xinh đẹp đưa trở về ý tứ cũng chính vì giao hảo của hai nước mà lấy phương thức hòa thân để càng củng cố thêm hiệp nghị này mà hiển nhiên thái tử tây vực và an tố vương ngày hôm qua đã sớm đến thiên việt thành bọn họ nói rằng ở trên đường nhìn thấy phong thái của công chúa quý thuận và quận quân vận ninh nên hy vọng có thể cưới được một trong hai nữ tử này làm thái tử phi cao quý của bọn họ Mặc dù có chút thắc mắc vì sao Thái tử Tây Vực lại nhìn chúng công chúa Quý Thuận và quận quân Vận Ninh nhưng điều khiến tứ hoàng tử giật mình là để Tây Vực cùng Đại Ung đạt thành hiệp nghị đình chiến này tất nhiên không phải là việc xảy ra trong chốc lát vậy mà hắn lại không hề nghe đến tin tức gì cho đến khi Minh Đế đem bản tấu trương đặt ở trước mặt hắn mới biết được có chuyện này xảy ra. Việc này nói lên điều gì? Chính là việc đình chiến lần này Minh Đế không cho hắn đi xử lý, thậm chí ngay cả một chút tin tức cũng không tiết lộ cho hắn biết. Một chuyện quan trọng như vậy mà không cho hắn biết đồng nghĩa với việc chưa yên tâm về hắn, sợ hắn lợi dụng cơ hội hiệp đàm cùng Tây vực mà âm thầm làm thêm hoạt động gì khác để từ đó lôi kéo được thêm lực lượng trợ giúp hắn trên con đường trở thành thái tử. Tứ hoàng tử chỉ cảm thấy sau lưng từng đợt rét lạnh trải qua năm tháng gương mặt của vị đế vương đang ngồi nơi ghế cao kia đã xuất hiện những vết tích của thời gian nhưng ánh mắt lại càng thêm thâm trầm sâu sắc toát ra sự minh mẫn hắn biết gần đây minh đế đối với những việc liên quan đến người ở xung quanh hắn có điều bất mãn từ cảnh hữu thần rồi nhị công chúa cho tới an ngọc oánh rồi tiết quốc công đều đã gieo xuống một mầm mống trong lòng minh đế mà trước mắt hạt mầm này đang dần dần trưởng thành và có lẽ đến một lúc nào đó sẽ bị nhổ bỏ như bao mọn cỏ dại khác chỉ với một nội dung trong bản tấu chương đã nói rõ mọi chuyện khiến tứ hoàng tử suy nghĩ đến nhiều việc. Khóe môi hắn khẽ mím lại, thật cẩn thận tự suy xét mọi chuyện. Minh đế nhìn biến hóa của tứ hoàng tử thu vào trong đáy mắt, qua đó cũng hiểu được việc cho hắn xem bản tấu chương vừa rồi đã khiến đứa con trai này hiểu rõ tâm tư của ông. Gần đây chuyện thị phi bên cạnh tứ hoàng tử thường xuyên xảy ra, Minh đế sẽ không bài, trừ khả năng có khác người động tay động chân trong đó bởi ông hiểu được ngoài tứ hoàng tử thì mình cũng còn hai người hoàng tử đã trưởng thành. Nhưng nhớ lại ngày trước khi Tiết Quốc công cầu tình mà gần một nửa đại quan trong triều đều quỳ theo cầu xin điều này, thật sự làm cho Minh đế cảm thấy không thoải mái chút nào. Tiết Quốc công là một nhà có đủ quyền thế tôn quý để được xưng quyền khuynh vua và dân rồi. Đối với đế vương mà nói có đôi khi một triều thần có lực ảnh hưởng lớn như vậy thì là chuyện tốt nhưng phần lớn sẽ làm đế vương trở nên kiêng kỳ. Hơn nữa trên người An Ngọc Oánh còn mang sát khí bên cạnh đó từng hành động của An Ngọc Oánh và tiết quốc công trong giấc mơ đêm ấy lại khiến Minh Đế càng thêm nghi ngờ. Tuy sau này khi An Ngọc Oánh gả cho tứ hoàng tử sát khí sẽ bị đánh tan nhưng đối với nhi tử lạnh lùng này của ông cũng sẽ có chốt chèn ép. Sau khi đạt được mục đích sắc mặt của Minh Đế có chốt nhu hòa. Đôi mắt thâm trầm tựa hồ rất hứng thú rừng ở trên bản tấu chương rồi nói, thái tử Tây Vực Hách Liên An Nguyên nói, hắn cho người vào nơi thiên kim đại ung tụ tập đã đưa ra câu đố chọn thái tử phi mà người có đáp án đúng và nhanh nhất chính là Yên Thài cùng Thẩm Vân Khanh. Hắn có vẻ rất vừa lòng đối với tài năng và dung mạo của hai người bọn họ nên đến lúc ở trên thịnh yến sẽ cầu hôn xin chấm ban thưởng một người cho hắn trong dưỡng tâm điện hương an thần được đốt lên chậm rãi lan tỏa nhưng ánh mắt của tứ hoàng tử lại hoảng hốt con người của hắn co rút nhanh bởi vì hắn nghe ra hàm ý trong lời nói của minh đế minh đế đối với hùng yên thải trân trọng cỡ nào thì toàn bộ kinh thành ai mà không biết ai mà không hiểu ngay cả việc nàng ta thích ngự phượng đàn mà hồ nháo lớn chuyện ông cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua mà quan hệ giữa tây vực cùng đại ung cho tới nay cũng không hòa hợp từ thời của tiên đế Tây Vực đã cùng Đại Ung đánh gần 30 cuộc chiến ở vùng biên giới trong đó trận chiến năm trước là bùng nổ lớn nhất. Cho đến khi Ngự Phượng Đàn mang binh tiến đánh giết chết một nửa binh mã Tây Vực làm nguyên khí Tây Vực Đại Tồn mới có thể khiến hai nước đồng ý đi đến hiệp nghị đình chiến này. Tất nhiên hiệp nghị này chỉ bảo đảm khi thực lực hai bên đang rằng co ở thế cân bằng nếu một khi có một bên mạnh hơn bên kia thì tùy thời cũng có thể lại bùng nổ chiến tranh, Đến lúc đó người bị chọn làm hòa thân nhất định là người đầu tiên rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan giữa hai mặt giáp công. Với tình huống như vậy Minh Đế làm sao nữa để cho công chúa Quý Thuận đi chịu tội cho nên ở trong lòng Minh Đế đã sớm quyết định người được chọn cho lần hòa thân này, đó là Thẩm Vân Khanh. Chính vì vậy khi tứ hoàng tử đưa ra yêu cầu muốn nạp Thẩm Vân Khanh làm chắc phi Minh Đế đã không trả lời mà cho hắn nhìn bản tấu chương kia. Giờ khắc này tứ hoàng tử cảm thấy nội tâm có chút khó chịu, không thể nói ra loại cảm giác này là như thế nào. Rõ ràng lúc ở trong hoa viên nhìn đến thẩm vân khanh và nghe nàng nói những lời lạnh lùng như vậy trong lòng hắn thực sự tức giận rất muốn đem sự kiêu ngạo của nàng dẫm dưới chân mình cho nên hắn muốn đem vân khanh nhốt ở hậu viện sống uổng phí cả đời. Nhưng lúc này khi biết vân khanh trở thành người được chọn cho cuộc hòa thân, cứ như vậy theo người ta đến nơi hàn mạc phía tây bắc xa xôi hắn lại cảm thấy không thoải mái rõ ràng nếu đưa nàng đến tây vực thì đây không phải là một cách hành hạ rất tốt sao gả đến một nơi lạ lẫm cách xa ngàn dặm phải đối mặt với hoàn cảnh và con người xa lạ trong khi bên cạnh không có bằng hữu không có người thân muốn làm bất cứ chuyện gì đều phải đắn đo suy nghĩ thì so với ở hậu viện của hắn không phải càng khó chịu sao nhưng hắn chính là không muốn nàng đi nhưng tứ hoàng tử cũng hiểu rõ ràng lựa chọn của minh đế tuyệt đối là thẩm vân khanh mà không phải là hùng yên thải cho dù thẩm vân khanh có là người từng xả thân cứu đế vương một mạng hay không thì lợi ích của một quốc gia làm sao có thể bằng cuộc đời một người tứ hoàng tử đang muốn nói còn có người khác có thể thay thế thẩm vân khanh hay không nhưng khi hắn mang theo suy nghĩ này ngẩng đầu lên đúng lúc đón nhận tầm mắt sáng rực của minh đế tựa hồ như đang đợi hắn mở miệng nếu lúc này hắn mở miệng thì đồng nghĩa với việc phạm thêm sai lầm minh đế đã biểu đạt cực kỳ rõ ràng rồi lần hỏa thân này là bắt buộc bởi nàng chính là người có thể làm cho thái tử tây vực vừa lòng mà lại không phải là người quan trọng do đó không cần phải thay đổi lúc này tứ hoàng tử mới nhớ tới hắn vừa rồi còn đang kỳ quái tại sao tây thái hậu lại có thể thay đổi cách nhìn với thẩm vân khanh thậm chí còn muốn nàng ở lại trong cung ngủ cùng bởi vì đằng sau sự cưng chiều muôn phần kia là ý chỉ ban hôn nơi xứ người lúc này vân khanh sau khi bị tứ hoàng tử quấy dày đã mất cả hứng ngắm hoa cho dù hắn đã đi rồi cũng không còn tâm tình thưởng ngoạn liền mang theo cung nữ trở về đây không phải là quận quân vận ninh sao thật là trùng hợp quá dưới bóng đêm trong muôn hoa bảo chiêu nghi tiến đến chân thành nói, sắc mặt mang theo nét ngạc nhiên vui mừng, đôi mắt long lanh như nước dưới ánh trăng tản ra ánh sáng chập chờn Vân Khanh nhìn nàng cười nhẹ, đêm nay ánh trăng không tệ, ngay cả bảo chiêu nghi cũng đã đến đây ngắm trăng rồi. Cũng không hẳn vậy, không nghĩ tới lại vừa vặn gặp được quận quân vận ninh. Xem ra Thái Hậu rất thích quận quân nên mới để quận quân ngủ ở trong cung làm bạn. Thực sự Bảo Chiêu Nghi có dung mạo rất đẹp đặc biệt khi cười rộ lên làm cho người ta cảm thấy lúng đồng tiền trên má nàng là thứ xinh đẹp hồn nhiên nhất. Đáy mắt Vân Khanh lộ ra ý cười nhưng trong đầu lại suy nghĩ, lúc sáng vị Bảo Chiêu Nghi này xuất hiện đã là việc rất không bình thường. Ban đêm cũng, đúng dịp, xuất hiện như vậy, rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Nàng không biết là mình cùng với một cung phi thì có duyên phận đặc biệt gì. Quận quân có lẽ là lần đầu tiên ở trong cung. Phong cảnh trong hoa viên này ban ngày như vậy, nhưng dưới ánh trăng lại có khác một ý vị thanh lãng, nên thơ gợi nhớ tới câu thơ: Minh nguyệt tùng gian chiếu, thanh tuyền thạch thượng liêu. Ánh trăng xuyên qua lá tùng, nước xanh chảy trên đá. Bảo Chiêu nghi là người hay nói, khi nói chuyện trong mi mắt liền mang theo ý cười, tự nhiên mà tiêu sái đến bên cạnh Vân Khanh lúc này ở trong hoa viên thanh âm của nàng ta trong trẻo phối hợp với câu thơ đọc lên làm cho người khác cảm thấy thật sảng khoái khóe miệng vân khanh khẽ cười nghe nàng ta cứ thao thao bất tuyệt mà nói liên tục ánh mắt nàng lại để ý trên tay nàng ta không còn cầm quạt tròn như buổi sáng liền vô ý hỏi buổi sáng ta thấy bảo chiêu nghi cầm một cây quạt tròn rất đẹp trên quạt thêu bằng tơ nguyệt quang nếu vào ban đêm chắc là càng thêm lộng lẫy tự hồ không nghĩ tới Vân Khanh lại để ý đến cây quạt ban sáng của mình. Nụ cười của Bảo Chiêu nghi hơi khượng lại rồi kéo tay áo nói, ban đêm một người đi ra tản bộ cũng không mang theo quạt, không ngờ lại được quận quân để ý điều đó. Bởi vì gia phụ là làm kinh doanh vải dệt nên về phương diện này ta đương nhiên cũng biết một ít. Vân Khanh gật đầu tùy ý giải thích, một chút cũng không cố kỷ, kiêng rè vì mình là con gái của thương nhân điều này khiến Bảo Chiêu Nghi khen ngợi nói, quận quân tính tình thẳng thắn thật ra rất hợp với tính cách của ta. Bảo Chiêu Nghi dẫn Vân Khanh đi dạo, mỗi lần khi đến giao điểm trên đường đều hơi nghiêng thân mình, dùng tư thế cả người để chỉ đường cho Vân Khanh. Vân Khanh làm như không biết cứ theo sự chỉ dẫn của nàng đi về phía trước. Con đường Bảo Chiêu Nghi dẫn đi nhất định có vấn đề nhưng hai cung nữ đi theo phía sau cũng không có mở miệng ngăn cản nàng. Hai cung nữ này là thái hậu đặc biệt ban cho Vân Khanh, nếu hôm nay thần nữ được thái hậu giữ lại qua đêm xảy ra vấn đề gì thì tuyệt đối cũng trốn không thoát trách nhiệm cho nên chỉ có thể nói đường mà bảo chiêu nghi dẫn đi chắc là một thông lộ khác hướng về từ ninh cung như vậy cung nữ mới không mở miệng ngăn cản nhưng tại sao bảo chiêu nghi lại dẫn nàng đi theo một con đường khác trong hoa viên có một hành lang dài do cây tùng được cắt tỉa mà thành thân tùng cao lớn buông xuống tảng lá xanh biếc mặc dù trăng tròn sáng như bạc cũng không chiếu vào được bóng đêm tĩnh lặng ngẫu nhiên có vài cánh hoa ở phía trước bay tới mang theo một mùi hương nồng đậm thật ra nơi này rất thích hợp cho việc tản bộ vào ngày hè vân khanh nhìn hành lang thật dài và gấp khúc bằng tùng này ôn nhu nói và quay đầu nhìn bảo chiêu nghi trong đêm tối không thể nhìn rõ gương mặt của nàng ta nhưng vẫn có thể thấy được đường nét thanh tú đúng là vậy rất nhiều tần phi đến mùa hè đều yêu thích tới nơi này giải sầu bởi ánh nắng gay gắt, không thể chiếu đến lại có gió mát nhẹ thổi tới từ thái cực trì không xa nên không khí cực mát mẻ, giọng nói của Bảo Chiêu Nghi khẽ khàng nhưng ở chỗ này lại nghe như có cảm giác vắng lặng, mặt khác con đường lại tối mịt khiến giọng nàng ta như thiếu vài phần linh khí. Vân Khanh nhíu mày cười, gương mặt nàng ẩn trong đêm tối lại có chút lạnh ý. Hai người sóng vai bước đi mà không nói lời nào khiến không gian yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng quần áo lay động theo bước chân vang lên hết sức rõ ràng. Đi qua một đoạn rẽ có một cây mỹ nhân tiêu cao khoảng hai thước, lá xanh mượt lấp loang ánh trăng. Bảo Chiêu Nghi dường như cảm thấy hơi lạnh, hai tay hướng vào trong tay áo lại chỉ vào phía khác của vườn hoa nói, quận quân, ngươi xem, chỗ đó là tương tư thụ nổi tiếng trong vườn truyền thuyết kể rằng cây này do kiền đế và khôn đế cùng nhau gieo trồng, đến nay đã được 200 năm rồi. Tương tư từ thụ vốn không phải loại cây tương tư gì, chẳng qua là vì tình yêu của càn khôn song đế khiến mọi người ngưỡng mộ nên đặt cho cây này một cái tên sâu sắc như vậy. Vân Khanh khẽ gật đầu nhưng không đến xem mà cầm tay của Bảo Chiêu Nghi nói, ngươi với ta cùng đi nhìn xem. Ủa, Bảo Chiêu Nghi, ngươi đang nắm trong tay vật gì vậy? Bảo Chiêu Nghi kinh sợ ngay sau đó có một vệt sáng bắn tới trên mặt nàng ta cùng với một tiếng mèo kêu vang. Một con vật lông trắng nhảy trồm tới cào lên mặt Bảo Chiêu Nghi. Bảo Chiêu Nghi lập tức thét chói tai, mặt của ta, nhanh, người đâu, mặt của ta. Trong bóng đêm khóe miệng Vân Khanh cười khẽ, lập tức buông tay đi theo tiếng kêu của nàng ta và cũng bối rối gọi to, Bảo Chiêu Nghi, người làm sao vậy? Người tới, màu đem bảo chiêu nghi diều đến từ ninh cung đi. Từng dòng máu tươi chảy ra từ trong kẽ tay đang ôm lấy mặt của bảo chiêu nghi. Ẩn dưới biểu tình kinh hoàng của vân khanh là đôi mắt lạnh lẽo như băng sơn ngàn năm khó mà tan chảy. Trong từ ninh cung, tây thái hậu ngồi ngay ngắn ở chính vị, nét mặt thâm trầm, ánh mắt tức giận nhìn cung nữ trên tay bưng chậu đang đi lui tới trong thiên điện. Vân khanh ngồi ở phía dưới sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng bệch thoạt nhìn dường như đang bị kinh sợ, món tay gắt gao nắm chén trà cúi đầu suy nghĩ. Khoảng hai khắc sau dường như Tây Thái Hậu không ngồi im được nữa bèn đứng lên đi vào trong thiên điện. Vân Khanh cũng đi theo Tây Thái Hậu vào bên trong. Trong phòng nồng nặc mùi máu tươi trộn với mùi thuốc, cung nữ ngồi xổm trước giường đem chậu nước bẩn cuối cùng bưng ra ngoài. Bảo Chiêu Nghi nằm ở trên giường, trên mặt là lớp lớp băng gạc màu trắng, món tay trắng noãn đang gắt gao cầm lấy ống tay áo của ngự y thì thào hỏi. Ngự y, mặt của ta ra sao, có thể chữa khỏi hay không? Có thể để lại sẹo hay không? Giọng nói của nàng ra run rẩy sợ hãi thậm chí không để ý hình tượng mà túm lấy ống tay áo của ngự y cho dù ngự y lôi kéo thế nào cũng không dứt ra được. Gã quay đầu nhìn thấy Tây Thái Hậu đang đi tới nhìn tay gã với cặp mắt âm trầm khiến gã sợ tới mức mãnh liệt hất tay vội vàng lui ra sau hai bước rồi xoay người lại quỳ xuống nói với Tây Thái Hậu, vi thần tham kiến Tây Thái Hậu. Thanh âm của hắn hơi hơi run, đầu cúi thấp, bảo chiêu nghi là phi tử của Minh Đế, ngày thường cho dù trần đoán cũng phải tận lực tránh tiếp xúc ra thịt. Nhưng vừa rồi bảo chiêu nghi lại túm lấy tay áo và bị Tây Thái Hậu trông thấy làm cho gã đổ từng trận mồ hôi lạnh chỉ mong cái mạng già không bị trừng phạt là đủ rồi. Ánh mắt Tây Thái Hậu lạnh lùng liếc nhìn ngự y, hiển nhiên đối chuyện vừa rồi có chút bất mãn nhưng bà vẫn chưa mở miệng truy cứu việc này mà chỉ hỏi, ngự y, vết thương của Bảo Chiêu Nghi như thế nào rồi? Tất cả tâm trí của Bảo Chiêu Nghi chỉ mải lo lắng cho vết thương trên mặt nên khi nhìn thấy Tây Thái Hậu liền đem cánh tay đang vươn ra thu về và đợi ngự y trả lời. Ngự y thấy mình đã tránh được một kiếp mới đứng thẳng người trả lời, hồi bẩm thái hậu vết thương trên mặt bảo chiêu nghi là bị mèo cào hiện đã được cầm máu nhưng ngự y hơi do dự bảo chiêu nghi vội vàng hỏi nhưng nhị cái gì người mau nói đi ngự y ngẩng đầu nhìn thấy tây thái hậu cũng có ý thúc giục liền một mạch nói hết trên mặt bảo chiêu nghi trừ vết cào ra trong miệng vết thương còn phát hiện có thành phần hồng trần tẫn hồng trần tẫn đó là thứ gì tây thái hậu hỏi ngự y đáp là một loại dược liệu nếu tiếp xúc bình thường sẽ không có vấn đề gì nhưng nếu miệng vết thương chạm đến sẽ khiến vết thương trở nên hư hoại rất khó khép lại, cho dù khép lại cũng để lại sẹo. Làm sao có thể có thứ này? Mặt Tây Thái Hậu biến sắc, lớn tiếng hỏi. Có lẽ là trên móng con mèo đó có bôi hồng trần tẫn nên mới có thể trong lúc cào người bị thương thì cũng đem hồng trần tẫn lẫn vào trong miệng vết thương. Ngự y vừa nói xong liền nghe được tiếng thét thất thanh của Bảo Chiêu Nghi, không, không đâu, chỉ là bị mèo cào mà thôi làm sao có thể có sẹo. Ngự y, người nhất định phải chữa khỏi mặt cho ta. Trời ơi, mặt của ta. Ngự y lúng túng khó xử quay đầu đi, thấp giọng nói, bảo chiêu nghi, cũng không phải vi thần không trị cho người mà thật sự có thể điều trị nhưng nhất định sẽ lưu lại sẹo. Là một mỹ nhân trong cung thì dung nhan chính là vũ khí sinh tồn của các nàng các nàng có thể không phải là quốc sắc thiên hương hoặc có thể không phải là khuynh quốc khuynh thành nhưng tối thiểu cũng được coi là xinh đẹp có khuôn mặt không chốt tì vết bơi ở trong hậu cung ý vị như thế nào thì không cần nói cũng biết làm nữ nhân của hoàng đế cho dù hoàng đế không cần thậm chí hoàng đế đã chết thì nàng vẫn là nữ nhân của hoàng đế không thể giống như những phụ nữ bình thường khác sau khi bị hưu còn có cơ hội tìm kiếm một mối tình khác nếu không được đế vương sủng ái thì chờ đợi mình chính là tường thành lạnh như băng cùng đêm tối vô tận ở trong thâm cung này những người vì tịch mịch mà tự sát hay người bị vắng vẻ mà đã bị vũ nhục hoặc người không chịu nổi mà biến thành điên cuồng không phải là ít vân khanh đứng ở phía sau thản nhiên cười nhìn khuôn mặt bảo chiêu nghi bị băng vải cuốn lại chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp nhưng tràn ngập sợ hãi nàng ta dãy rùa từ trên giường đứng lên không công chúa quý thuận không nói như vậy. Nàng nói chỉ cần để con mèo cào trúng mặt của quận quân vận ninh mà thôi. Nàng không có nói gì đến, hồng trần tẫn, nàng chưa từng nói gì cả, chưa từng nói gì hết. Bảo chiêu nghi vừa bỏ vừa dãy ruộ mà lết về phía tây thái hậu gào khóc, tây thái hậu, ngài cứu nô tỳ cứu khuôn mặt của nô tỳ đi. Có khuôn mặt như vậy thì với nô tỳ cũng không khác gì đã chết. Tiếng gào la của nàng ta khiến sắc mặt Tây Thái Hậu phát lạnh, bảo chiêu nghi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Bảo chiêu nghi lúc này đã bất chấp tất cả nếu mặt nàng bị hủy thì cuộc sống ở trong cung sau này ngay cả thứ cơ bản nhất cũng sẽ không có, nô tỳ không có nói lung tung. Chính công chúa Quý Thuận bảo nô tỳ mang theo quận quân Vận Ninh đi qua Tùng Bách Lộ. Nàng nói muốn cho quận quân Vận Ninh một chút giáo huấn. Tây Thái Hậu, trong hậu cung này chỉ có công chúa Quý Thuận có một con mèo trắng mà chỉ có con mèo của nàng là thích nhất chơi đùa bắt chụp ánh sáng. Nếu người không tin thì bây giờ hãy lập tức đến nơi đó xem. Các người còn không nhanh bịt miệng của nàng ta lại cho ai ra. Tây Thái Hậu nhìn khuôn mặt đầy băng trắng của Bảo Chiêu Nghi, nghe lời khóc kể của nàng ta nhưng trong lòng không có một chút thương hại nào mà lại hướng về những người đứng xung quanh lớn tiếng hô sau đó bà ta quan sát vân khanh tựa hồ như muốn từ trên người của nàng tìm kiếm phát hiện được điều gì đó nhưng vào lúc này bên ngoài đột nhiên có người hô lớn nói công chúa quý thuận đến mọi người đều sửng sốt chỉ có bảo chiêu nghi như người đi lạc trong sa mạc nhìn thấy ngôi sao chỉ đường liền thoát khỏi kiềm chế của hai công nữ và hướng về phía quý thuận công chúa chạy tới công chúa mau cứu ta người có giải dược của hồng trần tẫn phải không Công chúa Quý Thuận vừa tiến vào nhìn đến khuôn mặt toàn là băng gạc màu trắng của Bảo Chiêu Nghi đang nhào tới thì hơi bất ngờ liền đá văng Bảo Chiêu Nghi ra, trực tiếp đi đến trước mặt Vân Khanh chất vấn, vì sao ngươi không bị sao cả. Vân Khanh hơi giật mình, đôi mắt mang theo nét hồn nhiên nhìn biểu tình kinh ngạc của công chúa Quý Thuận nổi, tại sao công chúa Quý Thuận lại hy vọng người gặp chuyện không may là ta như vậy. Trong tay công chúa Quý Thuận ôm một con mèo lông rậm màu trắng, hai con mắt xanh mượt nhìn nhìn chung quanh. Vân Khanh nhìn con mèo màu trắng mà nội tâm cười lạnh không thôi. Vị công chúa ương ngạnh này từ lúc ở hội thường quốc đã có ý muốn xuống tay với nàng nhưng vì có quận chúa mộc vụ ở đó mà không thể trực tiếp xuống tay. Thế nhưng lại sai người khác hạ thủ muốn cho con mèo trắng này cào nát mặt nàng lại còn bôi vào móng nó chất hồng trần tẫn, hủy đi dung nhan. Chẳng lẽ trên đời này mọi người đều phải theo ý của nàng ta sao? Cũng bởi vì dung mạo của nàng xinh đẹp liền muốn hủy dung nhan của nàng sao? Trên đời này không có ai vĩnh viễn là môi sao, cho dù là đế vương cũng có văn nhân học sĩ không phục hắn mà trực tiếp chửi rủa vậy mà nàng ta chỉ là một cô công chúa lại nghĩ rằng mình có thể khống chế vạn vật sao? Tại sao đám người hoàng gia này lại sinh ra những người khiến người khác chán ghét vậy chứ? Ai ai cũng cao cao tại thượng, tự cho rằng mình nắm giữ mọi thứ trong tay. Giờ khắc này trong lòng Vân Khanh đối với hoàng gia có một loại chán ghét vô cùng, chán ghét địa phương này, chán ghét người nơi này. Ánh mắt Tây Thái hậu nhìn Vân Khanh tự hồ có một trạng thái khác lạ vụt qua. Lúc này Vân Khanh đứng ở trong thiên điện sắc mặt có chút lạnh nhạt, nhìn công chúa Quý Thuận chờ nàng ta trả lời. Nếu không phải kẻ ngốc thì ai cũng hiểu ý trong lời nói của Bảo Chiêu Nghi. Hơn nữa công chúa Quý Thuận vừa tiến vào với những biểu hiện như vậy cũng chứng minh được âm mưu này là do công chúa Quý Thuận bày ra. Chỉ là cuối cùng bởi vì ngoài ý muốn mà người bị hại đổi thành bào chiêu nghi thôi. Tây Thái Hậu nhìn công chúa Quý Thuận rồi liếc mắt sang đám công nhân lạnh lùng nói, các ngươi còn không mau đem bảo chiêu nghi nâng dậy. Nàng ta bị chấn kinh nên quá sợ hãi chẳng biết thể thống gì nữa, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết sao chỉ một câu nói đã đem lời vừa rồi của Bảo Chiêu Nghi truyền thành vì kinh hách qua độ mà nói năng lung tung không đáng tin. Bảo Chiêu Nghi không ngờ mình giúp công chúa Quý Thuận làm việc để lấy lòng Tây Thái Hậu và Minh Đế. Ai ngờ cuối cùng lại bị cào nát khuôn mặt, dung nhan bị hủy lại còn bị công chúa Quý Thuận không chốt do dự đá văng ra nên ánh mắt tràn ngập hận ý chỉ tiếc không thể đi cào nát khuôn mặt kiều mị động lòng người của công chúa Quý Thuận. Nhưng bảo chiêu nghi còn chưa kịp có hành động gì đã bị công nhân do Tây Thái Hậu nói ra lời cảnh cáo đạp một cước lên lưng, hai tay bị trói chặt, miệng cũng bị nhét khăn. Vân Khanh lạnh lùng nhìn bảo chiêu nghi càng ra sức dãy rùa thì càng kiềm giữ chặt hơn, vết thương trên mặt bởi vì dùng sức quá độ mà nứt ra máu loãng thấm qua lớp băng gạc làm cả người máu me be bé bét. Nếu không phải do bảo chiêu nghi tự nổi lên ý xấu thì hôm nay cũng sẽ không bị mèo cào hư mặt và không trúng chất không Trần Tẫn, hủy đi dung nhan. Đừng nói là mình không biết, mình vô tội, tất cả đều là do gieo nhân nào gặt quả nấy. Mà thôi, nếu không phải Vân Khanh phản ứng mau lẻ, chú ý tới cây quạt bằng tơ nguyệt quang là đặc sản Vân Nam của Bảo Chiêu Nghi mà liên tưởng đến công chúa Quý Thuận, từ đó đề cao cảnh giác thì chỉ sợ lúc này người bị hủy đi dung nhan chính là nàng rồi. Tây Thái hậu không thèm liếc nhìn Bảo Chiêu Nghi thêm lần nào nữa nàng ta chỉ là một cung phi mà nay đã bị hủy dung còn dám vung tay vung chân với công chúa Quý Thuận. Đối với bà thì người như thế không chiếm được nửa điểm thương hại liền lạnh lùng quay đầu đi nói, yên thải, ngươi theo ta vào đây. Công chúa Quý Thuận liếc nhìn Vân Khanh, mặc dù dưới mắt bao người nàng ta vẫn không hề giấu diếm sát ý. Chỉ là một cô nàng quận quân mà thôi, nàng ta sợ cái gì? Thẩm Vân Khanh, ngươi đợi đấy, một lát ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Công chúa Quý Thuận nhìn Vân Khanh khóe miệng mang theo ý cười tàn nhẫn, cho đến khi thanh âm của Tây Thái Hậu trở nên nghiêm nghị, yên thải. Người còn không mau vào đây, thì nàng ta mới theo sát phía sau Tây Thái Hậu vào nội điện. Ngoại tổ mẫu, người bảo con vào đây làm gì? Nét mặt của công chúa Quý Thuận tuy không phục nhưng khi nói chuyện với Tây Thái Hậu ngự khi rõ ràng đã mềm mại rất nhiều, thanh âm non nớt của thiếu nữ làm cho người khác nghe xong liền mềm lòng vài phần trong lòng Tây Thái Hậu tràn ngập tức giận đi vào nội điện, xoay đầu lại nhìn nàng lại thấy gương mặt giống với nữ nhi đã mất của mình thì tức giận trong lòng lại biến thành vài phần bất đắc dĩ, nhưng vẫn nói, người nói bảo chiêu nghi giúp ngươi làm cái gì. Công chúa quý thuận dáng vẻ bất cần vuốt ve con mèo đang ôm trong ngực, hơi chề môi nói, ngoại tổ mẫu, con không thích khuôn mặt xinh đẹp của thẩm vân khanh, giống như hồ ly tinh vậy, không thấy thuận mắt chút nào. Câu nói của nàng chọc giận Tây Thái Hậu đến mức phải ho lên, ma ma vội vàng đi lên vuốt lưng cho bà. Tây Thái Hậu biết tính tình vị ngoại tôn nữ này không tốt, nhưng bởi vì chuyện của mẹ nàng nên đối với ngoại tôn nữ này bà vô cùng yêu thương. Nhưng khi nghe nàng ta nói như vậy trong ngực bà vẫn có chút nghẹn, ánh mắt lý hơi có vẻ lãnh ý. Sau khi dứt ho, bà nhìn công chúa Quý Thuận đang ngồi ở ghế trên với vẻ mặt vô tâm bất cần liền khiển trách, ngươi thật là hồ nháo. Con làm gì mà hồ nháo? Người nhìn dáng vẻ nàng ta, ánh mắt vừa nhìn chính là câu dẫn lòng người. Nếu biểu ca bị nàng ta câu dẫn thì làm sao bây giờ? Con là đang phòng bị cho tương lai, ngoại tổ mẫu à, sao người lại nói yên thái không đúng rồi? Công chúa Quý Thuận bất mãn nhìn Tây thái hậu, chu môi phản bác nói: "Phòng bị này hơi bị trễ." Tây thái hậu lại tức giận ho lên, không biết đứa ngoại tôn nữ này của mình tại sao lại không biết phân rõ phải trái. Bà cũng không nhận ra được là tính tình của công chúa Quý Thuận hiện tại chính do bà dung túng mà ra vì trước kia nếu thiên kim nhà ai dám lộ ra một chút ý tư yêu thích ngư phượng đàn thì sẽ bị công chúa Quý Thuận tìm biện pháp thu thập. Chỉ có duy nhất một người thoát khỏi chính là An Ngọc Oánh chỉ vì mẫu thân của An Ngọc Oánh là thân muội muội của Hoàng hậu lại là nữ nhi tiết quốc công thương yêu nhất nếu không có lẽ An Ngọc Oánh cũng đã sớm không thể tồn tại trên đời rồi. Người nghe lời của ngoại tổ mẫu đi, người không thể cố ý hãm hại thẩm vân khanh nữa, nhất là hủy đi dung mạo của nàng ta. Thanh âm của Tây Thái Hậu bởi vì ho khan trở nên khàn đặc khi nói chuyện hơi lớn tiếng sẽ có chút phá âm do vậy ở trong nội điện trở nên vô cùng bén nhọn. Vì sao, chẳng lẽ ngoại tổ mẫu thích nàng ta nhiều hơn con sao? Công chúa Quý Thuận đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp ngập tràn nước mắt nhìn Tây Thái Hậu, thanh âm run run mang theo sợ hãi. Dáng vẻ lúc này của công chúa Quý Thuận nếu bỏ qua sự hung hãn cùng lệ khí thì vô cùng giống dáng vẻ mẹ nàng. Tây Thái Hậu nhìn thần thái nàng như thế liền nghĩ đến lúc trước nữ nhi ở phu gia bị khi dễ trong khi mình lại không thể giúp được việc gì do đó ngữ khí tự nhiên liền nhu hòa lại, yên thải. Ngươi mới là ngoại tôn nữ của ai ra, là ngoại tôn nữ duy nhất. Ai ra làm sao có thể đi thích những người khác mà không thích ngươi được chứ? Nhưng mà Thẩm Vân Khanh này ngươi không thể động vào, nếu nàng ta có việc gì thì người bị xui xẻo chính là ngươi." Công chúa Quý Thuận nghe Tây Thái hậu nói xong, biết vừa rồi dáng vẻ của mình đã khiến cho Tây Thái hậu nghĩ tới mẫu thân. Mỗi lần chỉ cần nàng làm như vậy thì tự khắc Tây Thái hậu sẽ mềm mỏng hơn, lần nào cũng vậy. Chỉ là nàng đột nhiên nghĩ đến hôm nay Tây Thái Hậu giữ Vân Khanh ngủ lại trong cung. Việc này thật không giống bình thường mà cũng không phải là một quyết định tùy tiện liền nghĩ lại rồi nhíu mày hỏi, ngoại tổ mẫu, người có chuyện gì giấu con phải không? Đêm nay người giữ nàng ở trong cung không phải là do thích nàng bồi người. Người nói cho con biết đi, nếu nàng ta bị hủy dung thì có quan hệ gì với con? Tây Thái Hậu tiếp nhận ly nước ma ma bưng tới uống một ngụm thấy trong ngực đỡ hơn rất nhiều mới thở dài nói cũng không phải vì ngươi sao? Thái tử Tây vực đến cầu hôn đã nói là giữa ngươi và nàng ta muốn chọn lấy một người làm thái tử phi. Nếu ngươi hủy đi dung nhan của nàng ta thì đến lúc đó ngươi phải đi hòa thân chính là ngươi đó. Tây vực đến cầu hôn, bọn họ dựa vào đâu mà muốn cưới con chứ? Phản ứng đầu tiên của công chúa Quý Thuận là cảm thấy người Tây vực không xứng với mình, ánh mắt tỏ rõ vẻ khinh thường. Tây thái hậu nói: bọn họ thấy người xinh đẹp lại thông tuệ hơn người nên mới đưa ra yêu cầu này. vậy tại sao họ cũng muốn thẩm vân khanh chứ? nàng ta với con sao có thể so sánh được? công chúa quý thuận không thích vân khanh một chút nào cũng là do nàng có đôi mắt phượng xinh đẹp. hơn nữa thân phận lại là con gái của thương nhân đê tiện như vậy thì dựa vào đâu để có thể so với công chúa cao quý như nàng ta? tây thái hậu an ủi mặc kệ như thế nào nếu bọn họ muốn thẩm vân khanh thì người phải đi hòa thân sẽ không phải là ngươi có người thay người gả đến nơi hàn mặc kia chẳng lẽ không tốt sao công chúa quý thuận rốt cục cũng hiểu được chân tướng nàng ta không phải loại người lỗ mãng như nhị công chúa cho dù có ngang ngược kiêu ngạo cũng phải nhìn sắc mặt mà làm và biết khi nào có thể kiêu căng khi nào phải nhượng bộ làm nũng khi nào thì vừa phải ra vẻ nhu thuận do vậy liền vỗ tay cười nói cho nàng ta gả đến tây vực đi, cốt đi thật xa, như vậy cho dù có muốn nhìn thì cũng không thấy được biểu ca rồi. Nếu ở giữa đường phái người hủy đi khuôn mặt của nàng ấy, làm cho thẩm vân khanh biến thành người quái dị gà đến Tây Vực rồi bị mọi người ở Tây Vực nhạo báng chửi mắng và tra tấn đến chết, như vậy thì mới là tốt nhất. Tây Thái Hậu nhìn nàng ta bộ dáng ngây thơ, khuôn mặt xinh đẹp khi cười rộ lên làm cho gò má hồng nhuận, Hình dáng lộ ra nét tự phụ và kiêu ngạo của hoàng gia, thì chỉ cảm thấy hoạt bát đang yêu mới đúng là cuộc sống một công chúa chân chính nên có. Bà một chút cũng không cảm thấy công chúa Quý Thuận nói như thế có gì không đúng mà nghĩ rằng những yêu cầu của công chúa Quý Thuận đều là đúng đắn bởi nàng ta là công chúa hoàng gia do vậy những thứ nên cho hoặc có thể cho thì sẽ tận lực thỏa mãn nàng, như vậy mới xứng là thiên chi kiều nữ điều mà bà chưa bao giờ nghĩ tới là ngự phượng đàn chưa từng nói qua muốn cưới công chúa quý thuận ngược lại thái độ đối với công chúa quý thuận đều là làng tránh mỗi khi gặp mặt đều tỏ rõ thái độ lạnh lùng với nàng ta thậm chí sau khi hiểu rõ ám chỉ của tây thái hậu mà hắn vẫn tỏ vẻ đối công chúa quý thuận hoàn toàn không có hứng thú tây thái hậu không khuyên can công chúa quý thuận ngược lại còn dung túng nàng ta làm điều sàng bậy mà không hề biết đây không phải là trân trọng yêu thương mà là một loại thương tổn biến tướng. Công chúa Quý Thuận nghĩ rằng Thẩm Vân Khanh phải đi hòa thân sẽ cút đi rất xa, rời khỏi thiên Việt nên nàng quyết định trong khoảng thời gian này liền tạm thời không xuống tay đi hủy dung Thẩm Vân Khanh nữa. Ngay lúc đó có một cung nữ đi vào bẩm báo, Thái Hậu nương nương, bệ hạ đã tới. Tây Thái Hậu cũng dự đoán trước được điều này bảo chiêu nghi gương mặt bị thương phải mời thái y do vậy không thể nào giấu được minh đế chẳng qua việc mèo cào người này cũng là một cơ hội tốt đối với bà chuyện của thẩm vân khanh hôm nay vừa hay có thể giải quyết một lần cho xong